lời chứng của Matthew Fury. Các nhà thờ Satan ở Malawi bị lộ diện vì gây ra tai nạn chết người trên đường vì es satanic thừa nhận. Lilong, Maravipo, Malawi được có bốn nhà thờ Satan tự hào với vài nghìn thành viên và những người thờ phượng giáo phái đứng sau các vụ tai nạn giao thông chết người hiện đang xảy ra hàng ngày ở nước này, theo Maravipo đã biết. Matthew Fury, 23 tuổi, cựu tín đồ Satan, thú nhận rằng hầu hết những người thờ phượng Satan là chính trị gia, giám đốc điều hành và doanh nhân nổi tiếng trong xã hội, những người, trong số những tệ nạn khác, uống máu và chiến lược tấn công các cơ đốc nhân trong các hội thánh của họ. Fury, người đã từng là một thành viên tích cực của Satan giáo trong 4 năm, đã tuyên bố với The Maravipot rằng giáo phái này có các nhà thờ ở Namiwa ở Berlanti, khu vực 3 ở Ly Long, một ngôi đền bí mật dọc theo đường đến nhà nước ở Mu và một ngôi đền khác dọc theo con đường đến nhà trọ Cu Cha ở Jomba. Ba. Cựu tín đồ Satan tiết lộ rằng các thành viên gặp nhau ở những nơi này để uống máu và suy nghĩ về các chiến lược tấn công cơ đốc nhân. Siri cho biết các tòa nhà nơi những người thờ phượng Satan tụ tập được bảo vệ nghiêm ngặt bởi các nhân viên an ninh, những người cũng đang theo đạo Satan. thiêu hiện là một cơ đốc nhân được tái sinh nói thêm rằng không một người nào không theo đạo Satan được phép vào những tòa nhà bí mật như vậy ông cũng cáo buộc rằng có hai nhà thờ chính thống có mối liên hệ chặt chẽ với chủ nghĩa Satan và các mục sư của nó được giấu tên đang thực hiện các phép lạ bằng cách sử dụng sức mạnh của Satan Mặc dù họ cải trang thành cơ đốc nhân Người từng là tín đồ Satan tiết lộ rằng anh ta đã gặp một chính trị gia tại một cuộc biểu tình ở Machinji, Berlanti vào năm 1998. Phiri tiết lộ rằng anh ta sinh ra là một phù thủy nhưng được một chính trị gia, người đứng thứ hai trong giáo phái Satan, giới thiệu với Satan giáo. Quốc gia Những mục sư này đeo những chiếc nhẫn Toronto từ Satan và những phép là họ thực hiện là giả, vì họ chỉ loại bỏ một vấn đề và thay thế nó bằng một vấn đề khác. Tôi buộc phải gia nhập giáo phái vì không có ai trả học phí và những người theo đạo Satan đã trả học phí cho tôi. Họ thường đưa cho tôi 2.000 mk mỗi ngày và họ cũng hứa cho tôi một chiếc ô tô và nhiều tiền hơn, Firi giải thích. Theo Firi, Satan không nói với các tín đồ của mình rằng cuối cùng họ sẽ xuống địa ngục, nhưng họ bị che mắt bởi những lời hứa về mét, công việc kinh doanh tốt và tiền từ Satan. Khi được hỏi về việc làm thế nào mà anh ấy lại cải sang đạo Satan, Phi thuật lại rằng cựu phó thủ lĩnh của những người theo đạo Satan cũng là một chính trị gia trong nước đã nói chuyện với anh ấy về mặt tinh thần khi anh ấy đang phát biểu tại một cuộc meeting và không ai nghe thấy điều đó. Chính trị gia đã được yêu cầu bởi ma quỷ cử anh ta đến đón tôi anh ấy thậm chí còn nhắc đến tên tôi tôi không bao giờ trả lời đêm đó những người thờ phượng satan đến vào khoảng nửa đêm họ đưa tôi đến thế giới ngầm ở âm phủ chúng tôi vào một căn phòng nơi tôi buộc phải uống máu người để giao ước với quỷ dữ sau đó tôi gặp satan hắn nói với tôi rằng hắn thích những người không có lòng thương xót và là những người làm việc chăm chỉ Satan trông giống như một người đàn ông da trắng và luôn mặc áo choàng đen. Anh ấy sống dưới Thái Bình Dương. Theo Phi trong một buổi lễ ở thế giới ngầm, ma quỷ ngồi trên ngai vàng cao hơn bất kỳ ai khác và các thành viên báo cáo và giới thiệu những người cải đạo mới, Phi thú nhận. Phi cho biết, những người mang lại sự cải đạo sẽ được thưởng cấp bậc cao hơn, được cấp tiền, công việc làm ăn phát đạt và xe hơi trong khi những người không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị đánh đòn hoặc bị trừng phạt bằng cách này hay cách khác anh ấy nói giống như bất kỳ người cải đạo nào khác anh ấy đã được giới thiệu các chiến lược được sử dụng để tấn công các cơ đốc nhân bao gồm việc sử dụng quần áo hàng hiệu và các loại mỹ phẩm khác có chứa ma quỷ Phiri giải thích thêm rằng một số quần áo có nhãn hiệu với những con thú trong kỳ dị như sư tử, hổ, rồng hoặc trắng được sản xuất bởi các công ty trong thế giới ngầm và được một số doanh nhân là những người thờ cúng Satan mang đến trái đất. Một số chiếc xe hơi sang trọng mà chúng ta thấy trên đường chỉ là những con quỷ đến từ thế giới linh hồn. Một khi tín đồ đấng cơ rít mặc những bộ quần áo hàng hiệu như vậy hoặc sức nước hoa như vậy, thì niềm đam mê cầu nguyện và thờ phượng Đức Chúa Trời của họ sẽ giảm sút. Phiri cảnh báo, ma quỷ cũng dùng những thành viên giàu có của mình để tấn công các mục sư bằng cách mua chuộc họ bằng tiền hoặc dụ họ quan hệ tình dục với những thành viên xinh đẹp trong nhà thờ. Maravipo đã che giấu thêm thông tin về nơi ở của Firi khi anh ta dự định phơi bày nhiều vấn đề hơn trong thế giới Satan để công chúng cảnh giác. https manadivin.com 2022 11 14